Hiện tại bây giờ mình đang ở đây là bến phà Mỹ Thuận cũ ở phường Tân Hội đó cả nhà. Thì mình có quyết định đi vào bên trong này để tìm kiếm một cái chỗ bán gạo để mua những cái phần gạo thay mặt cô Lộc và má cô ấy để trao đến những hoàn cảnh khó khăn. Thì do số lượng gạo ngày hôm nay á, là 250 đô là cái phần quà của nhà hảo tâm. Ủa xin lỗi cả nhà, 250 euro là ở Pháp nha cả nhà. Đó thì là tương ứng với 6.612.000. Thì mình đặt mua ở đây là 88 bao gạo, mỗi bao là 5 kg. À, một bao như vậy là có giá là 75.000. Cả nhà. Gạo của chúng ta đây. Mua gạo rất là ngon luôn. Gạo ngon lắm cả nhà. Hộp gạo nè. Rất là dễ thương luôn. Hôm nay con đang mặc cô Lộc và mẹ cô ấy ở Pháp để hỗ trợ cho bà con ha. Dạ, thì mỗi phần quà sẽ là một bao gạo 5 kg. Dạ, thì bà con ai bán vé số thì hồi có thể ra ngoài khúc ngoài chợ ngoài á, nhắn cho những người bán vé số khác vô nhận giùm con nha. Dạ. Đây con cũng sẽ ưu tiên cho những người lớn tuổi trước. Dạ, con gửi ngoài. Rồi chúc mọi người ngon miệng nha. Dạ. Đây thôi con gửi gì. Dạ. Rồi con gửi luôn. Dạ tại đây. Rồi chúc con ngon miệng. Rồi gửi cô. Dạ. Rồi chúc mọi người ngon miệng. Dạ. Mới thấy gì lụm chị trai trong thùng rác đúng không? Rồi chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2021. Hiện tại bây giờ là khoảng là 7 giờ 35 phút buổi sáng rồi cả nhà. Thì mình có nhận được số tiền của cô Lộc và mẹ là hai nhà hảo tâm ở Pháp có gửi về cho mình là 250 euro. Thì mình nhận được là 6.612.000. Thì tấm lòng của cô Lộc và mẹ muốn là trao những cái bao gạo nghĩa tình đến với bà con khó khăn ở tại Vĩnh Long. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ cùng mời cả nhà ha, cùng đi với mình đi lên phường Tân Hội là trên khúc chỗ bến phà Mỹ Thuận cũ đó cả nhà, để chúng ta sẽ hỗ trợ cho bà con khó khăn ở trên đó thông qua mỗi bao gạo nghĩa tình là 5 kg, trị giá là khoảng 75.000 đó. Thì hôm bữa là mình có phát ở trên chùa Phật Ngọc á, mình thay mặt 6 nhà hảo tâm ở bên Washington á, thì phát là mình thấy là bà con ở trên Tân Hội còn rất là nhiều mà xuống nhận mà chưa nhận được. Thành ra là mình quyết định là hôm nay sử dụng là số tiền của cô Lộc và mẹ ở Pháp để hỗ trợ cho bà con ở trên ấy về đỡ được cái phần lương thực thực phẩm không ạ, trong cái thời điểm mà mua bán khó khăn về sau dịch bệnh ở tại thành phố Vĩnh Long. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên chỗ phường Tân Hậu nha cả nhà, bến phà cũ, để mình sẽ tìm mua một chỗ bán gạo ở trên ấy, rồi sau đó là mình sẽ mời bà con bán vé số. Hay là những người lớn tuổi khó khăn chạy xe ôm gì đó sẽ nhận. Thì mình cũng tính thử rồi, nếu mà một bao gạo 75.000 đối với 6.612.000 thì chúng ta được khoảng 88 bao cả nhà. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi cả nhà ha. Cả nhà cũng thấy là tại thành phố Vĩnh Long á, thì mưa vào tối ngày hôm qua tầm khoảng chừng 6-7 giờ gì đó, mưa tới bây giờ luôn mới dứt. Cả nhà thấy cái đường ướt nhẹp luôn mà, nhưng mà đường cái thì nó rất là mát mẻ. Dạ rồi, chúng ta cùng đi nha cả nhà.
Bây giờ chúng ta đang đợi cô ấy đóng gạo vào trong bao rồi cả nhà. Đó, mỗi bao như vậy là 5 kg. Dạ 5 kg, một bao là 5 kg. Dạ rồi, thì sẵn đây rồi mình cũng chia sẻ cho cả nhà luôn. Này gạo của mình là gạo gì chị? Tài nguyên. Tài nguyên à. Rồi. Tài nguyên với Sóc Miên nha. À là hai cái ha. Sóc Miên với Tài Nguyên. Dạ. Cho cả nhà xem. Gạo nhẹ. Này cả nhà, gạo của chúng ta đây. Ô, gạo rất là ngon luôn. Chụp nha. Cái gạo hạt nhỏ là gạo gì chị? Gạo này nè. Sóc Miên á hả? Ờ à. Gạo ngon lắm cả nhà. Hộp gạo nè. Rất là dễ thương luôn. Dạ. Tại thời điểm này mình chưa có gửi được. À, mình phải để cho chị vô gạo rồi sau đó đếm lại cái số lượng. Rồi sau đó mình mới bắt tiến hành phát cho bà con được. Thì nếu mà đưa trước như vậy thì nó không có kiểm kê được số lượng nữa cả nhà, nên nó cũng hơi khó đúng không ạ? Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Rồi cả nhà thấy à, mặc dù là cũng gần nửa tiếng rồi mới vô được khoảng 30 bao gạo thôi. Sơn ra là nó rất là lâu luôn cả nhà. Với số lượng mà 88 bao. Nghĩ cho khoan đợi khoảng trên dưới hơn tiếng á. Thì ở đây thì cô ấy bán hai loại, một là gạo sóc miên, hai là gọi là gạo Tài Nguyên cũ. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem nha, gạo Tài Nguyên cũ thì sẽ như thế nào nha. Còn sóc miên thì nãy trong cái bao màu cam cam á, gạo Tài Nguyên thì trong cái bao mà xanh xanh, cái bao 25 kg hồi nãy mình chia sẻ với cả nhà đó. Chúng ta xem thử cái nó ra sao. Con gạo Tài Nguyên như thế nào nha. À không, cái này cũng Sóc Miên chứ hả? Cái này gạo Sóc Miên. Ủa cái bịch nào bịch gạo Tài Nguyên vậy con? Cho con dạ. À đúng rồi, nhìn gạo nó dài hơn nè cả nhà. Gạo Tài Nguyên nè. Chụp chụp chụp. Chụp. Rồi con gửi con. Dạ rồi. Rồi chúng ta đợi tiếp nha cả nhà. Khi nào đủ số lượng thì mình sẽ tiến hành mình trao cho bà con.
khó khăn. Tại vì phải đủ số lượng thì mình có thể đếm, giờ mình kiểm tra cho nó chính xác đi. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ thì mình xin chia sẻ lại với cả nhà một lần nữa nha. Hôm nay là mình thay mặt cô Lộc và mẹ của cô Lộc. Hiện tại bây giờ mình đang ở đây là bến phà Mỹ Thuận cũ ở phường Tân Hội đó cả nhà. Thì mình có quyết định đi vào bên trong này để tìm kiếm một cái chỗ bán gạo để mua những cái phần gạo thay mặt cô Lộc và má cô ấy để trao đến những hoàn cảnh khó khăn. Thì do số lượng gạo ngày hôm nay á, là 250 đô là cái phần quà của nhà hảo tâm. Ủa xin lỗi cả nhà, 250 euro là ở Pháp nha cả nhà. Đó thì là tương ứng với 6 triệu 612 ngàn. Thì mình đã đặt mua ở đây là 88 bao gạo, mỗi bao là 5 kg. Một bao như vậy là có giá là 75 ngàn. Thì do cái số lượng nhiều quá thành ra mình sẽ kiểm theo một cái bao lớn. Một cái bao lớn là 25 kg thì chia ra là sẽ được 5 bao nhỏ, mỗi bao 5 kg. Thì tương đương với là 17,6 bao lớn thì mình sẽ được là 88 phần gạo gửi đến cho bà con với số khó khăn ở khu vực phường Tân Hội trên đây. Hiện tại thì bây giờ cái nhà có thể xem là bà con đang với số đang đứng đợi phía sau đây và cũng đã bắt đầu lại rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình trao tấm lòng của cô Lộc và mẹ cô ấy ở Pháp đến với những bà con khó khăn. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ thay mặt cô ấy để gửi đến bà con khó khăn nha cả nhà. Bây giờ con hỗ trợ cho bà con bán giấy số. Cô bán giấy số hả? Tại vì nói bà con cũng chia sẻ bà con luôn, tại vì cái số lượng phần quà nó quá ít, thành ra con muốn hỗ trợ lương thực cho bà con mà đi bán giấy số á, như mấy cô á. Đó, thành ra là con biết là bà con ai cũng khó khăn, nhưng mà cái số lượng nó ít thì con phải gửi theo cái nguyện vọng của nhà hảo tâm. Hôm nay con thay mặt cô Lộc và mẹ cô ấy ở Pháp sẽ hỗ trợ cho bà con ha. Dạ, thì mỗi phần quà sẽ là một bao gạo 5 kg. Dạ, thì bà con ai bán vé số thì hồi có thể ra ngoài khúc ngoài chợ ngoài á, nhắn cho những người bán vé số khác vô nhận giùm con nha. Dạ. Đây con cũng sẽ ưu tiên cho những người lớn tuổi trước. Dạ, con gửi ngoại. Rồi, chúc ngoại ngon miệng nha. Dạ. Đây, thôi con gửi gì. Dạ. Rồi, con gửi cô. Đây, 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 đưa luôn cho. Rồi, chúc cô ngon miệng. Rồi, gửi cô. Rồi con gửi cô nha, chúc con ngon miệng. Dạ, dạ, chúc bác ngon miệng. Dạ, mấy cô với bác có thấy ai bán số ngoài thì nhắn vô con nha. Dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ không có bị quá là đông phải không cả nhà. Dạ, con gửi cô. Rồi chúc con ngon miệng. Sáng giờ bán được không cô? Không. Vắng quá hả? Bán không được, vô chỗ này là Tân Hội nè. Dạ. Có 2-3 tờ à. Ờ, dạ. Ý là bán có một ngày có 50 tờ mà còn. Dạ. Không đó cả nhà thấy nè, mình bắt buộc mình phải tìm một cái khoảng trống như vậy để cho bà con có thể là dễ dàng lại nhận á. Dạ. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng. 2.5. Tại vì nó cũng chia sẻ với cả nhà luôn, nếu mà nói về những cái hoàn cảnh khó khăn á, mà kèm theo với những cái ngành nghề khác á, kèm theo là về cái độ tuổi nữa, thì nói chung là rất là khó có thể là đủ với số lượng. Dạ. Ngoài khó khăn không? Gia đình ngoài khó khăn không? Có phần gì vậy? Dạ rồi, vậy con gửi cho ngoại.
Rồi con chúc ngoại ngon miệng. Dạ. Dạ. Mình làm công việc gì cô? Bán vé số, bảo mình bán số. Cô hả? Ừ, ăn bữa 40 tờ. Dạ rồi, thôi chúc con ngon miệng. Dạ. Bán vé số. Dạ. Nói chung thì mình phát từ từ như vậy thì nó cũng dễ dàng cho người nhận hơn, đúng không cả nhà? Thêm cái nữa là cũng đảm bảo an toàn trong cái thời điểm mà nhạy cảm này. Chứ bình thường là mình sẽ lựa chọn những khu vực đông như là chợ cả nhà. Nếu mà chợ như vậy thì nó sẽ rất là khó trong cái việc mà để cho bà con lại nhận. Đó là lý do tại sao mình quyết định mình chạy vào trong đây. Rồi bây giờ hiện tại thì bà con chưa có tới nữa thì chúng ta hãy chờ đợi chút xíu nữa nha cả nhà. Dạ. Mình bán vé số rồi cô. Dạ. Rồi cô đợi con cái. Đây. Con gửi đến cô ha. Chúc cô gia đình ngon miệng. Mấy ngày bán được không cô? Dạ. Khó khăn quá đúng không ạ? Dạ. Bữa nay em ưu tiên cho những người bán vé số thôi chị ha, thông cảm giúp em. Dạ. Tại em muốn có bán mấy chị bán hay ai bán? Nếu chị nói vậy thì em gửi cho chị. Đây, chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ, chú cô dành ngon miệng. Rồi, bây giờ chúng ta chờ đợi tiếp nha cả nhà. Đây cô, con thay mặt nhà hảo tâm ha. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Thì nói chung thì bà con vé số ở khu vực Tân Hậu này cũng không đông lắm cả nhà. Thành ra thôi mình sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Rồi. Rồi con chúc ngoại ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Rồi chúc ngoại ngon miệng. Rồi chúc bác ngon miệng. Cả nhà thấy đó, đối với những hoàn cảnh khó khăn đó, thì chắc chắn họ sẽ di chuyển vào trong đây. Đó, bây giờ thì mình thấy là những hoàn cảnh vé số đang bắt đầu là đi vào trong đây để nhận quà của nhà hảo tâm rồi đó cả nhà. Rồi, con chúc cô ha, gia đình ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, dạ. Đây, em gửi cho chị nha. Chúc chị gia đình ngon miệng. Cảm ơn chị. Dạ. Đau lắm rồi.
Coi như là ở trên đây thì em cũng ít lên đúng không? Dạ. Dạ. Đây gửi chị nha. Rồi, chúc chị dành ngon miệng. Dạ. Dạ. Bây giờ thì khoảng là 9 giờ 45 phút cả nhà. Nhà thấy là trời cũng đang chuyển mưa tiếp tục nữa. Rồi, chúc anh gia đình ngon miệng. Sáng giờ bán được không anh? Rồi. Rồi cả nhà đợi tí nha. Khi nào có những hoàn cảnh tiếp theo thì mình sẽ quay chia sẻ với cả nhà tiếp. Dạ rồi thì bác này chắc cũng là một trong những hoàn cảnh khó khăn. Rồi con thay mặt các nhà hảo tâm ha, gửi đến bác. Rồi chúc bác gia đình ngon miệng. Rồi em gửi đến cô nha, cô gia đình ngon miệng. Dạ. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ. Chị mới thấy chị lụm dây chai trong thùng rác đúng không? Rồi, chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. À, cả nhà đợi chút xíu nữa nha. Dạ. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi con gửi cô. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Tại vì không có lường được cái số lượng người ở trên đây. Dạ. Thành ra con không có biết được như thế nào. Dạ đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ chở được không? Dạ được. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ. Bán ngon má hả cô? Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn chú. Rồi, chúc bác ngon miệng. Dạ. Lại đây chú. Được con. Ừ, sáng giờ bán được không? Dạ được. Dạ con cũng giỏi.
mình khó khăn không? Nhà mình khó khăn không chị? Khó ha. Dạ. Chỉ cần bà con bên đây biết xác nhận thì con gửi thôi. Dạ, rồi, chúc gia đình ngon miệng. 2.5. Bây giờ bà con bắt đầu vào nhiều hơn tí rồi đó cả nhà. Hoàn cảnh mình khó khăn không em? Dạ có. Ừ. Dạ cảm ơn. Ừ. Chị. Chị nhận gạo hay em gửi gạo? Gửi, gửi tặng gạo. Rồi, chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ, ngoài đợi con cái. Rồi chúc ngoại con miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi chúc ngoại con miệng. À, mua nhiều hành mày. Dạ 3.000 hành. 3.000 hả? Dạ. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng. Đây con gửi rồi. Rồi chú con ngon miệng. Dạ. Dạ. Từ là nhà từ làm thuốc. Dạ. Hoàn cảnh cô khó khăn không? Dạ, khó khăn thì con gửi. Rồi, chú cô gia đình ngon miệng. Dạ khó khăn rồi là con gửi thôi cũng được. Rồi con thay mặt hai nhà hảo tâm bên Pháp nha. Rồi hỗ trợ mấy cô. Rồi chúc mấy cô ngon miệng. Dạ. Hoàn cảnh mình khó khăn không chị? Đây, con thay mặt mấy nhà hảo tâm bên Pháp nha. Gửi mấy cô. Rồi, chúc mấy cô ngon miệng. Dạ. Rồi, con gửi ngoại. Rồi, chúc ngoại ngon miệng. Dạ không, phải gặp mặt con mới gửi được. Thông cảm giúp con. Thông cảm giúp con. Dạ. Rồi, chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Ngừng. Hoàn cảnh mình như thế nào anh? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hả? Dạ. À, thôi, đây em gửi. Rồi, còn em? Cũng ở nhà trọ. Rồi, là anh chở ra dạ. Hả? Chứ không phải bà con ha? Dạ. Rồi, rồi, ok. Rồi, con gửi ngoại nha. Rồi, chúc ngoại gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ. Dạ.
Rồi cả nhà xem bây giờ bà con bắt đầu là hơi đông hơn tí rồi đó. Rồi, con thay mặt mấy nhà hảo tâm ở Pháp chúc mấy cô ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Con xin cho ai? Con kêu người lớn ra đây gặp chú. Kêu người lớn ra đây gặp chú. Chú không có gửi cho con nít được con. Nha. Rồi, chúc bác nhân gia đình ngon miệng. Chú xin giùm cho. Dạ. Anh chạy xe ôm hả? Dạ. Rồi, chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ. Không, cái này của con. Muốn ai phải gặp mặt con mới được. Hoàn cảnh mình có khó khăn không? Khó khăn. Cô á. Rồi. Không. Dạ rồi. Hoàn cảnh gia đình mình như thế nào ạ? Khó khăn không anh? Khó thì em gửi. Khó với lại đây cái gì? Cái tinh thần nó đi. Cô đưa ai? Cái bà bị tai biến. Cô có xác nhận là cô đưa cho người bị tai biến không? Cô xác nhận thì con mới gửi được, tại vì con không có, con phải gặp mặt con mới gửi. Bà đi không được đó. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Nhà trọ Ba Lan. Nhà trọ ha. Ok. Đây là những nhà hảo tâm ở Pháp ha. Rồi, gửi hai chị. Rồi, chúc hai chị ngon miệng. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng. Chà, nó gắt không cô? Gắt không? Thấy như giờ nó bị... Mình ở trọ hay như thế nào em? À, rồi, chúc em gia đình ngon miệng. Bỏ đâu? Đây. Em ở chỗ đây chứ đi qua đây rồi. À. Dạ không được. Không có xe đi á. Em phải gặp mặt mới được chứ không có xin giùm được. Dạ. Dạ đâu có đi được. Bị thông cảm giúp em đi. Nếu được thì chị chở ra đây em nha. À, nếu mà chị xin thì em có thể gửi, nếu khó khăn thì em gửi. Tại vì cái số lượng quà nó có giới hạn, ai cũng xin giùm là không có đủ. Thành ra bắt buộc em phải gặp mặt em mới gửi được ha. Rồi. Để xin cho bỏ phần rồi. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Không có, cô có muốn nhận không? Cô thì nãy giờ chưa nhận. Dạ, con không có gửi giùm được. Con chỉ gửi cho những ai mà gặp con trực tiếp thôi. Dạ. Mình làm công việc gì vậy anh? Dạ. Rồi chúc anh gia đình ngon miệng. Rồi chúc con ngon miệng. Dạ bác đợi con chút. Dạ. Rồi, chúc bác gia đình ngon miệng. Dạ. Anh chạy xe ôm hả? Đây, chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ, con cũng ở Vĩnh Long. Dạ. Trời diễn mưa quá trời rồi cả nhà. Hy vọng là trời sẽ tạo điều kiện cho mình phát cho những hoàn cảnh khó khăn. Càng lúc càng chuyển mưa. Dạ. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Chú không có cho con nít. Con kêu người lớn ra đây nhận ha.
Đây là những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo nè cả nhà. 2.5. Rồi chúc bác gia đình ngon miệng. Dạ. Rồi chúc mọi gia đình ngon miệng nha. Hoàn cảnh mình thế nào anh? Khó khăn không? Ở nhà trọ. À, nhà trọ ha. Rồi chúc anh gia đình ngon miệng. Dạ. Xe. Hoàn cảnh mình như thế nào anh? Dạ. Anh làm công việc gì? Em làm gặt gặt à, rồi chúc anh gia đình ngon miệng. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ. Rồi anh này cũng ở nhà trọ nữa cả nhà. Mới chia sẻ với mình. Ủa nhà trọ quá láng đây, ủa đông lắm anh. Tôi thấy cũng nhiều người. Ồ, mấy chục hộ luôn hả? Dạ. Để em rồi. Mấy người kia lại lấy nữa. Chúc anh gia đình ngon miệng. Nhìn chỗ hoa lan. Rồi, chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Trời bắt đầu mưa lác đác rồi cả nhà. Ở đây thì mình cũng còn khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 phần quà nữa thôi. Rồi, chúng ta giờ phải chờ đợi thêm một tí nữa. Chú nhận gạo không? Con gửi cho con báo. Bán bánh cam, bánh còng thì nói chung thì cũng lao động cũng khó khăn. Sáng giờ bán đường chú. Dạ vắng quá hả. Rồi chú ngon miệng nha với gia đình. Dạ. Dạ để con gửi. Rồi. Dạ chúc bác gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ. À, giúp được gì thì đỡ đó luôn à. Dạ. Trời. Rồi con chúc ngoại gia đình ngon miệng nha. Dạ. Bác. Bác là con gửi bác. Bác.
Rồi, chúc bác gia đình ngon miệng. Dạ. Bác có quen ai đó thì bác gửi, rồi khi nào bán hết thì mình về mình nhận. Dạ. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng. Cảm ơn nhiều nha con. Dạ. Chúng ta còn 11 bao nữa thôi cả nhà. 11 phần. Con đi đâu lại? Hả? Con xin ai? Con xin cho ai? Con xin cho mẹ hay xin cho bà? Rồi bà con sao không ra? Dạ con đang ở trong nhà không có ra được. Bà con đi được không? Là bà con di chuyển không được hay sao? Nói chú nghe. Bà con đi được nhưng mà bà con đi đau chân lắm. À, đau chân lắm hả? Con ở với bà, con ở với ai nữa? Con ở với bà không à? À, ở với bà không hả? Ừ, rồi thôi ngoan. Nè, gửi về cho bà ngoại nha. Bà nội hay bà ngoại? Ngoại. Ừ. Con cảm ơn chú. Rồi, ngoan. Cho chị xin bình. Dạ. Rồi, con chúc ngoại ngon miệng nha. Dạ. Rồi, con chúc ngoại ngon miệng. Hai con nít chưa sao chú gửi được. Hai đứa ở với ai nói chú nghe coi. Ở với mẹ với ngoại, rồi mẹ đâu sao không kêu ra nhận? Mẹ vô nhà tắm rồi. Hả? Mẹ vô nhà tắm rồi, ngoại con bán. Ngoại bán đâu? Dạ dưới Bắc á. Dưới Bắc, còn con ở đâu? Dạ ngoại con giữ em, và dạ, con em. Dưới Bắc luôn. À, nhưng mà con ở với ai? Dạ với ngoại. Rồi thôi mang. Hợp lý. Rồi con chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Rồi, chúc cô ngon miệng. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Có thằng em đi nó chở tôi rồi tôi dạ. Gia đình nó khó khăn không? Là nhà trọ. Dạ, tôi ở trong nhà trọ đó mà nghe nó. Bạn đồng ý chú nè. Nhờ cái phút chú ăn mạnh. Dạ. 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 Rồi, bác không miệng. Rồi. Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, chúng ta chỉ còn một bao cuối cùng thôi. Đó. Thì chúng ta đã trao xong cái tấm lòng của cô Lộc và mẹ cô ấy là hai nhà hảo tâm ở bên Pháp. Thì sau đây là mình sẽ tới giai đoạn là trả tiền cho bà chủ ở đây. Tổng cộng số tiền mà con đã tính rồi là 6.600.000. Dạ, thì đây con sẽ gửi đến cô. Nhà thấy gạo mua một cái là chỗ cô ấy là trống ra liền. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con gửi cô. Dạ. Rồi thì còn một bao này thì mình sẽ trên đường về ha. Mình coi như hoàn cảnh khó khăn nào đó thì mình sẽ gửi luôn. Như đây là một người vô nhận luôn. Dạ đủ chưa? Dạ. Gạo cô nói chung rất là ngon. Dạ đây, đây là hoàn cảnh cuối cùng của chúng ta. Rồi, cô cũng là một hoàn cảnh có duyên cuối cùng. Cảm ơn nhiều. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Mình bán gì có gỗ này vậy cô? Bán đá bọc. À, đá bọc. Dạ, à, bỏ nguyên cái thùng cho bà phải không ạ? Dạ, chế rất là đẹp luôn. Cũng xin cho nhỏ cháu, nhỏ cháu. Con hết rồi. Thông cảm vô con. Dạ. 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 Rồi, cả nhà xem ha. Coi như là cũng những hoàn cảnh khó khăn cũng đã là nhận hết rồi. Bây giờ tuyến đường của chúng ta cũng trống rồi. Lần nữa thì cảm ơn cô Lộc và mẹ cô ấy là hai nhà hảo tâm ở bên Pháp rất là nhiều.
đã hỗ trợ 88 phần quà cho bà con khó khăn ở trên phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà.